Mình mới làm về, giờ mình lấy chén ăn cơm, lấy chén là với cơm ăn cơm. Giờ nồi cơm trắng đây, để mình lấy cái muỗng, con chén. Giờ múc cơm ăn nha, rồi mà mình làm chắc ăn chén cơm cho chắc bụng buổi tối, với chén ăn cho đã. Đó. Ở đây thì mình có hai cái nồi, mà cũng cái con cọp luôn, mình thích con cọp. Cho nên mình mua nồi mình cũng mua con cọp. Đây cũng có cái nồi con cọp, hai cái nồi con cọp đều tên con cọp hết, tại mình là con cọp. Đấy, rồi bữa cơm của mình đây. Nhà thì ăn hết rồi. Mình thì ngồi và ăn một mình. Ăn cơm bình dân các bạn ơi. Sau khi đi làm về mệt quá. Đây, đây là nước tương Nam Dương. Nam Dương hiệu con mèo này là có trước năm 1975. Và nó rất lâu đời và đó giống như là một cái tượng trưng nước tương xưa Việt Nam. Thì mình lại thích ăn nước tương ở làng xóm, là mấy người mấy ni cô ở chùa ta làm nước tương rồi trao rồi mình ăn thôi. Nhưng mà ở Sài Gòn thì nó Nam Dương là một thời nổi tiếng, tới bây giờ vẫn nhập qua bên Mỹ bán rồi các bạn. Nó thành lập 1951, nước tương con mèo đen đó. Thì mình đổ vô đây mình ăn chấm 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 với trứng chiên hành thôi nha, đơn giản không có gì hết. Cái này là món canh bầu, ăn cho nó mát. Còn cái này thì món xào chay, cà rốt, su su, đậu hũ, đó vậy thôi. Ăn có chút xíu rau. Rồi. Bữa ăn của mình đơn giản như vậy thôi các bạn ơi. Đây là cái cá mà cá kèo. Cá kèo này thì ở bên Mỹ này không có nuôi trồng nuôi cá kèo đâu nha, tại cá kèo là cá sông nước ở Việt Nam nhập qua được ở đông lạnh, thì mình đưa chợ Việt Nam mình mua về thì mình xả đá ra rồi mình kho lên, không muốn đây cũng có cái tọ mình kho lên thì cá kèo như thế này đây, kho tiêu nước sệt thấm nước thấm đồ gia vị thì nó là ngon như thế này các bạn. Đó mà thì bữa ăn này thì mình ăn hết cái trứng này, mình ăn hết cái chén canh này, rồi mình ăn hết phần đồ xào này, mình ăn hết đống cá kèo này, nhai hết. Nhưng mà mình cơm thì mình chỉ ăn một chén cơm thôi, mình không ăn nhiều cơm. Với cộng bên cạnh nữa là lon bia Corona của Mễ nha. Rồi sau đó mình sẽ có một ly nước suối. Đó. Rồi, ăn xong rồi mình sẽ vào phòng. Mình nghỉ ngơi chút xíu rồi mình ngủ. Bắt đầu mai mình đi cày tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem cái kênh mới thành lập của mình nha. Kênh rất là mới. Nhưng mà mình quay theo kiểu bình dân lắm, không có giỏi như các anh chị đã từng học hỏi, dành thời gian nhiều về mấy cái software. Cho mình thì mọi thứ thật sự ra mình làm tất cả bằng trên một cái điện thoại của mình, mình dùng sử dụng điện thoại, không sử dụng computer máy tính gì cả. Thì có gì cái lỗi gì mà không đúng thì nó không có pro quá thì các bạn thông cảm nha. Thôi mình ăn cơm đây, chúc các bạn bữa ăn sáng ở Việt Nam ngon miệng nè, ăn trưa ngon miệng nè, ăn chiều ngon miệng nè. Rồi. Rồi bây giờ mình ăn xong rồi mình ngủ thẳng giấc, mệt quá. Đó, trứng chiên các bạn. Không? Có kèo mà thường thường á mình không có ăn đầu. Ở nhà mà nói mình ngu, nhưng mà ăn đầu mình không có lúc, có xương, mình ăn cái thân không thôi. Các kèo những người nói cái đầu ngon nhất mà mình bỏ cái đầu, mình ăn cái đuôi à. Đó, nói gì đó. Là mình cắn đó, mình không ăn xương, nhiều người ta nhai cướp cướp nhưng mình đâu có nhai xương ngồi đó đó, mình ăn thịt còn có xương dục đây đó. Đậu hũ này mà chấm với xì dầu nước tương nè, có miếng nước mắm nè các bạn, hết sảy. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha, mình ăn cơm nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video clip sau. Bye.